Ôi, chào mọi người nha. Nãy tôi vô dòng xiến là tôi chưa quay thì anh em tôi khoảng 11 giờ ra đến Vũng Tàu. Em mọi sẽ nhanh trái ra em chuyển làng qua. Đúng rồi, chờ đợi gì đó. Ok, cuối đường về phải. Tốc độ đây 60, không có lương thì 50. Rồi, ra bãi sau. Rồi, chương trình Vũng Tàu bắt đầu. Hôm nay là ngày cuối tuần thứ bảy, không biết có đông hay không. Thì đặc biệt ngày thứ cuối tuần thứ bảy và chủ nhật có phụ thu nha các bạn ha. Để ý bên trái giùm thầy. Nãy đông lắm, nãy mình đi chuyển làn đường mình ra đến đây là mừng lắm rồi đó. Nãy đông ngay chỗ cái bài Nhân Trạch, cực kỳ đông luôn. Mình đi lối khác. Rồi, bây giờ chút xíu mình coi hôm nay là đông hay là như thế nào nha. Đặc biệt các bạn thấy bên phải các bạn có biển báo gì không? Để ý lại giùm mình nha. Tôi thấy ở ngọn đây là ngộ lắm các bạn. Đây là một cái khu du lịch à, khách du lịch đổ về vào thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ cực kỳ đông. Mà biết sao mấy ông nào cấm cái bảng thì tôi thấy bất mãn thiệt chứ. Nè, thứ bảy cấm đậu, thứ bảy chủ nhật và ngày lễ. Ôi giời ơi, không hiểu luôn á. Đó, thứ bảy cấm đậu, thứ bảy chủ nhật và các ngày lễ. Và ngay chỗ người ta mua đồ ăn, người ta ăn uống luôn. À, chẳng hạn như bánh khọt của ba nè, ngay chỗ làng chài mua đồ này nọ, khổ đi đâu đến đây nè, thấy không? Ngay ngày lễ là mấy ngàn lượt xe, mấy chục ngàn lượt xe về, thì hỏi sao mà cấm cái này được. Các bạn cấm ngày thường không nói, tự nhiên cấm ngày thứ bảy chủ nhật và các ngày lễ cấm đậu. Rồi giờ mình chỉ cho các bạn cái mẹo nè, cái bạn đậu đó, các bạn kêu người nhà qua ngồi ghế đó cho mình đi, nổ máy lên rồi cứ ngồi ghế đó. Các bạn muốn vô là vô, nhưng mà nó mất vui. Mọi xin nhanh trái lẽ nguyên một gia đình đi à, có tài xế kêu tài xế vô ăn, lại giờ đậu xe ở đâu? Lại giờ cái chỗ điểm ăn của mình ở vị trí này mà phải đi xe lặn lội đi bộ. Thì có những quán ăn người ta sẽ có cử cho một người là chở khách đi, rồi rước khách lại đi xe máy đó. À, xong ra là chở khách đến ra xe lấy. Nó bất tiện, giảm lại em, giảm lại cho người ta qua, giảm lại nhường cho người ta, đúng rồi. Giờ em đi tiếp. Trời ơi, tôi nhường mà cũng mấy ông ở sau bóp kèn, nó khổ thiệt. Ông lo ngó trên trời, ngó dưới đất, ông thắng cho cắm đầu. Lý do sao mình thấy, mình ngó kiến hầu với sao các bạn, kiến hầu giữa nha. Rồi, hồi nãy giờ 60 đúng không? Bây giờ có lương không? Không thì được nhiều. Ờ, 50. Rồi, cái 50 thằng tiến lên dốc không vậy ha, dốc còn gọc. Thì các bạn nhớ cho mình, khi bạn lên dốc các bạn có thấy hiện tượng là các bạn đi xe số tự động, các bạn hiện tượng mà sợ đó, đá đèn không, đá đèn có giao thông hay gì, đá các kiểu luôn. Trời ơi, anh đá thấy thương luôn. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, bóp kèn ông này vô, đừng có lấn làn đường. Đúng rồi, anh đi vô anh đừng có kè kè, cái này là chết người ta hết rồi, mấy đại ca ơi. Rồi, tốc độ 50 nha mọi người ơi. Hiện tại tình hình này là đang hơi bị đông đúc. Đó, bên trái đậu hết trơn luôn. Đậu đâu được, đâu phải đậu ở ngoài luôn hả các bạn. Bây giờ bên này cấm bảng rồi. Cấm đậu ngày thứ bảy chủ nhật và các ngày lễ. Nó kỳ cục gì đâu á. Coi mấy ông nào mà kêu yêu cầu cấm này, ông coi xem xét lại nha. Chứ tôi thấy là không được rồi đó. Để chúng chửi quá, cũng nghe không lọt lỗ tai đâu. À, làm gì làm, dịch vụ mà yên tâm đi, Phan Thiết mở không mà bảo đảm đây vắng luôn, tha hồ cấm. Tôi nói thẳng à, không à, Phan Thiết mở xong cái cao tốc vừa thôi nha, không đập ga mạnh nha, điều đó mở xong cao tốc đi rồi thấy cái cảnh địa phương mình như thế nào. Làm gì làm, dịch vụ hay làm du lịch thì mình nhắc nhở những hàng phạt dân địa phương đó, chạy nhanh không nói, còn đây khổ lắm, mình không nói là được nhiều lời lắm. Ấm ức, em ở chuyển làn vô trong cho thầy đi, không có sợ gì đó, đi vô đây. Ừ, ở đây vạch này được chuyển làn mà, miễn sao đừng quá tốc độ thôi, em đi, hiểu không? Đó vậy thôi, cái này là vô vô tư, hai làn đường cũng vô vô tư luôn chứ đó, chỉ ba làn. Rồi em chuyển làn nhẹ qua bên trái, giảm lại không đập ga. Ừ, đập ga nó lố sao? À, du lịch mà đè bẳng không là chết rồi. Giảm nhẹ lại chút. Còn phía bên phải bạn là
Đức Chúa Giêsu Nhân Tay ha, đường lên Đức Chúa Giêsu Nhân Tay là bên đây các bạn. Ok, tiếp tục thôi, cũng đông đúc nha bạn ha. Hôm nay biết tôi có leo núi được hay không nữa, để tôi coi kiểm tra, nếu mà trống thì tôi lên luôn, nếu không trống thì tôi qua bên núi kia, nếu mà núi kia cũng đông nữa tôi lên núi Vinh. Lâu lắm rồi tôi không lên núi Vinh. Anh taxi anh kia anh đá đèn nhiều quá, không biết cái chỗ nào. Có khi đấy, chào ai không có đâu, bắn chắc bắn ở khúc kia ngay chỗ bảo tàng. Đường xá cũng thông thoáng nha bạn, chưa đông rồi gì bạn. Cái vấn đề mà biển báo thì tôi nói rồi, mệt lắm. Tàu thì rộng, không ảnh hưởng thì cái đầu bình thường thôi, có gì đâu mà cấm tới cấm lui. Thì mình nói sau này có cao tốc Phan Thiết thì người ta sẽ đổ về Phan Thiết 90 phút, quá ngon lành cành đào luôn. Và đặc biệt bên Phan Thiết em xích ra bên trái thì em cứ xích vô trong hoài, em đừng có sợ, cái đó đâu phải hoạch liền đâu, đi sát bánh giống như vậy cũng được nữa ha. Phan Thiết đang phát triển nha các bạn, bạn nào có tiền có đầu tư thì qua mua đó mua đất nha, tôi chưa có đủ. Tôi phát cài phải 2-3 năm nữa tôi mới có đủ mua trả góp. Tại vì bên đó đang phát triển nha. Có cao tốc hướng về đó là một cái tốt cho dân địa phương bên đó. Nếu đúng ra cao tốc đó là phát triển nền kinh tế, tại sao lưu thông thông thoáng thì người ta sẽ đi nhiều hơn. Chứ mà đi từ đây ra, từ thành phố Hồ Chí Minh ra Vũng Tàu mất 2 tiếng rưỡi, các bạn tập lái thì mất 3 tiếng, các bạn nào lẹ thì 1-2 tiếng vậy thôi, còn kẹt xe là phải 5 tiếng. Đó, khúc này nó không có cấm bản nè, thấy không? Rồi, đông đúc nhộn nhịp nha các bạn, cuối tuần thứ bảy còn lượng xe đang đổ lên rất nhiều. Hello thành phố Vũng Tàu. Và bây giờ mình đang phân phối coi là có lên ngọn hay đang được kịp không. Nếu lên được thì mình sẽ cho lên luôn, còn không lên được thì đi qua Hồ Mây ha. Giờ em cứ đi thẳng thì phía bên qua ngay chỗ gành hào này nè, gành hào 1 nè các bạn, ngay chỗ cây xăng này thì các bạn sẽ quẹo lên núi bên phải. Thì các bạn hỏi ủa cái bạch này là mình có được quay đầu không? Không nha, tuyệt đối không quay đầu. Nhưng mà các bạn được phép quẹo qua bên trái, quẹo vô cây xăng, bạn mượn vô cây xăng, bạn vô trong cây xăng bạn quay đầu ra được. Giống như bên đây tôi lủi vô bên đây tôi quay đầu ra được, tôi đi chứ không có quay đầu nha, ở đây nha, chạy qua thì được, hiểu không? Cái đó gọi là mẹo. Còn thôi các bạn lui cái đuôi xe vào vô cái hẻm bên phải rồi các bạn đưa đầu đi xéo qua, gọi là chạch lách luật ha. Rồi tôi thấy nó nghi nó bị kẹt rồi hay là cái gì đó trên núi đây nè. Giảm lại từ từ đi em, giảm lại từ từ. Mở xi nhan phải luôn đi, coi có kẹt hay không, từ từ có xe không sao. Rồi vô rồi, xe đó nó đang lên, thôi đi thẳng luôn đi, từ từ. Rồi mình đi, không có lên không, em đi thẳng lên đi. Bây giờ mình đổi gió, mình không có lên ngọn hải đăng, mình đi lên núi trên kia. Giận rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đi lên núi Hồ Mây bên kia kìa. Đó, bên trái á, cái núi bự chà bá lửa thấy không? Rồi, đi thôi. Em quẹo trái luôn. Tốt. Tôi giận rồi, hôm nay tôi không đi lên Hồ Mây nữa, lên ngọn hải đăng nữa. Lên hoài chán quá. Từ từ em, tay vẫn nghiêng, đúng rồi, đi,
Được. Thôi, khúc này thì các bạn có nhiều hướng đi lắm nha. Bây giờ tôi đang đi ở trên con đường gọi là con đường gì? Quang Trung. Đường này gọi là đường Quang Trung. Có một khúc đường mà nó tên nhiều lắm. Nên các bạn đừng có hỏi tôi đó, đường gì mệt quá. Không. Rồi, khúc con đường Quang Trung này nói chung là ven biển, em chuyển làn vô giữa cho thầy. Nếu mà trống, đổ mà cái lại vô. Để chi mình sẽ có một cái lối đi đó là ngay chỗ cái mũi tàu, ngay chỗ cái tòa, cái cục gì vàng vàng ta, cái cây vàng đi đó, cây vàng, cái cây đồng tiền, đúng rồi. Em ở xi nhan phải nè, qua đường Thống Nhất chút xíu em đi vô đường Lê Lợi. Con đường Lê Lợi này là đi về đâu, là đi về trường đua chó luôn đó. Hôm nay là trên kia nha các bạn ha. Rồi em cứ đi. Rồi các bạn cứ đi thẳng đi, chút xíu tôi quay lại cái khúc đó lên núi nha. Tôi ngừng ở đây, chụp hình nó lâu lắm. Các bạn đi thẳng hoài luôn, các bạn đến cái đường V3, các bạn leo lên núi nha, bên trái nha. Rồi mình ngừng clip đây. À, phía bên phải á, phía bên phải các bạn á, là các bạn đi mua mà bánh phong lan trứng muối là phía bên tay phải nha. Đó, còn mình đi đến nghe qua trường đua luôn. À. Đó, phía bên tay trái các bạn là trường đua chó nha các bạn. Đó, thấy không? Mình ôm nhầm xíu đi thẳng lên luôn. Cho các bạn nào chưa biết nha, Vũng Tàu có nhiều thứ để cho mình chơi lắm ha. Cuối tuần là vô đây là đua chó nè. Thấy không? Trường đua chó duy nhất tại Việt Nam. Rồi em cứ đi thẳng hoài luôn. Rồi các bạn đi một khúc thì các bạn sẽ chuẩn bị đến cái chung cư bên trái bự nha các bạn ha. Đó chung cư. Rồi bây giờ cái đường V3 thì các bạn tìm hiểu bằng cách nào, các bạn bấm vô đường V3 ha, mở xi nhan trái đi em. Là các bạn lên đường V3 là các bạn lên núi Hồ Mây thôi. Thì cái núi Hồ Mây này các bạn để lên làm gì? Để các bạn đi du lịch. Em đánh lái qua nhẹ nhàng. Đó. Nhớ đá đèn tàn cái ha. Đó, bên đây là cái bên chung cư lớn nha các bạn ha. Chung cư giờ tôi không biết chung cư gì luôn á. Thương mại ha. Rồi em sẽ quay trái lên trên núi nha. Và đặc biệt các bạn phải coi cái khung giờ cấm ha. Khung giờ cấm ở đây nó có khung giờ cấm từ 5 giờ đến 7 giờ, 4 giờ cho đến 13 giờ rưỡi. Thì ngoài khung giờ này các bạn đi lên, và có nhiều bạn trẻ cũng đang đi lên luôn. Bây giờ em vẫn đi chỗ đê bình thường, chừng nào đuối thì mình thay đổi số. Đó, đạp ga lên đều. Ok, đây là đường V3 nha các bạn. V3 ở trên đây có ốc núi V3 cực kỳ ngon luôn nha, đồng giá 40. Tôi quảng cáo trong luôn á, ông ốc núi ơi. Không mà công nhận ăn ngon, bữa bạn kia ăn quá trời ăn luôn, ăn không dừng luôn. Đó, ngay chỗ cái bàn phía bên tay phải mấy bàn ghế, thấy không? Đó là ốc núi V3 đây nè, thấy không? Đó, giờ này còn bán, này mới là bán, thấy không? Đồng chút xíu nó đồng lắm, chiều tối đồng lắm. Trời ơi, ông ốc núi ông bán, ông dở cái cửa ra luôn rồi. Vẫn đi được không? Ổn ha. Chữ D vẫn đi được. Rồi, trên núi có chùa. Thả lỏng tay ra đi, em bẻ lái vô, em đừng có đi nghe ống cống hoài. Rồi, em thay đổi số đi, kéo nhẹ xuống. Đúng rồi, ok. Bây giờ thầy chỉ cho em đi nè. Em chạy lên đi, em quay phải vô trong, em dẫn lên kia. Từ từ coi. Coi trống không? Rồi. Rồi, từ từ dừng lại em. Chưa có gì hết mà em cứ đầu gặp nhau hoài, dướng rồi. Không biết bên kia có trống không? Ở sau đuôi bên kia có trống không anh? Bên kia trống không? Trống không? Rồi, đánh lao qua phải. Đi đi, đạp ra nhẹ. Rồi, nửa vào bên kia. Rồi, tiếp tục, đó đi theo cái. Rồi trả lại. Cô ra được đâu, ông kia ông dụ tôi ngầu, chán đây chứ. Rồi mình dừng lại cho anh ta xe xuống không? Rồi bên kia mình đâu qua được đâu. Để cho xe đó ra mình đi xuống xéo ha, xéo xuống. Thấy không? Đậu ngay ông cống dễ bị bể lắm. Rồi em đi xéo xuống. Rồi đi. Đúng rồi, cứ lại đi. Nữa. Nó trước. Rồi trả lại. Đều lái luôn. Ok. Rồi đập ra nhẹ nhàng lên. Đó, số 2 nó sẽ mở bạo lực hơn, mạnh hơn nhiều, phải không? Đi, đập ra. Tốt. Rồi, nghiêng qua. Còn xe mình là cán lên ống cống này không sao, thấy không? Điều xe lớn á,
lên chùa, người ta lên chùa thẳng luôn hả? Đi thẳng lên luôn, chích quá. Lấy gọng vô đây chút xíu. Ô, hôm nay đường đông rồi, lấy ra cái dốc nè nữa rồi trả lấy lại liền. Tiếp tục đạp ga nhẹ, thấy xe nó ì quá thay đổi qua chữ D lại. Đúng rồi, rồi đạp ga, thấy không? Nói chung là dốc này nó tầm chữ D thôi, đi hai người xe thầy cũng mạnh lắm, không gì đâu, có 1.5 nhưng mà cũng ok lắm. Em bám làn giữa cho thầy đi, không có ai xuống thì mình bám làn giữa, cái tội tình gì đâu mà đi tuốt ở trong vậy. Rồi đập ra tiếp, hiểu không? Nói chung là mình đi mình phải coi, chẳng hạn như trống thì mình cứ đi che nhánh giữa, còn khi nào có xe xuống thì mình sẽ tấp vô vậy thôi, giống như miền Tây á, không cái sợ rồi đi vô trong hoài buồn thiệt. Rồi đập ga nhẹ đều tốt. Nam đê vẫn đi ngọt xớp, khoan bóp kẹn nhiều quá, tập trung quan sát cậy nó, tập quan sát luôn. Tiếp tục Acura ga nhẹ đi em, xe này ít mà tiền mà nói gì đi, đạp ga lên, đạp ga lên. Ừ đúng rồi, có thấy cái bên nói gì. Cầm vô cái vô lăng đi, đừng có bỏ tay ra. Rồi em đi, cái cua này nó không có gọi là nhiều nên em không cần phải bỏ tay, một cái chuyển tay đẩy đẩy đùn ha, chỉ cần nghiêng nè đó, rồi trả lại nè, nghiêng nè, thấy chưa? Rồi đạp ga nhẹ, rồi nghiêng nè, giữ đó, thấy không em? Không đâu cần đâu, rồi kéo nhẹ lại là được không? Còn em bỏ tay em hay bị lắc cái vô lăng lắm. Rồi khúc công có lương gương cầu lòi kìa, thấy không? Ngó gương cầu lòi, không có xe là ok đó, tốt đó, công công quẹo quẹo các bạn. Sẽ mở cái này ra mình coi, quay cho bạn coi mới hấp dẫn. Chứ nó có chống gùm mà cái nó quay qua tới nơi thì nó mất hứng rồi. Rồi em tiếp tục đập ra nhẹ đi. Rồi nó yếu rồi, đang xuống, đang xuống đâu mà xuống, xuống đâu mà xuống, chờ rồi nó quán luôn gầu. Ta đang leo núi mà nó đâu đang xuống. À, sao cũng có mấy xe đi theo. Ok, nó thấy không, giao độ chạy kìa. Gương cầu lòi, rồi nghiêng vô. Ở đây thì trên đây có cái chùa, có chùa, có khỉ nha các bạn ha, khỉ đây nhiều lắm. Chào mày. Đây đó, nó đường này nó sẽ căng thẳng hơn là cái đường bên kia nha các bạn, do mót hơn cái đường bên Ngọn Hải Đăng. Rồi đạp ga nhẹ chút xíu, đó sát bên phải, gương cầu lòi, có xe gắn máy xuống ha. Rồi đi tiếp, đó, thẩu xì đi, nút nó miếng nha. Rồi ông đó là ông khỏi nói rồi. Ok mọi người nha, rồi mấy bạn trẻ ơi đang chụp hình đúng không, view biển đẹp nha, đó né cái tảng đá ra mà nổ lớp. Rồi tiếp tục. Đó, hai bạn có cục đá ngồi xuống vậy ta. Rồi tiếp tục, ở đây là chuẩn bị đến chùa khỉ nè. Rồi đi tiếp, cái canh xích qua bên trái, sợ bên trái cứ đưa vô trong đây hoài. Tốt. Giờ đi tiếp. Đây có bán trứng gà lòng đào luôn nha các bạn ha, mà trứng gà nhỏ xíu à. Ồ, xe đậu đều.
Rồi, tiếp tục. Này đồng vui. Ở đây thì nó sẽ ít hơn bên Hồng Mã, bên cái đó Hồng Mây Bát, còn km nữa là núi không. Rồi đạp ga. Khúc này là nguy hiểm nhất, cục đá này thấy không, vừa đủ chiếc xe luôn. Rồi em trả lấy lại bớt nữa. Rồi đạp ga nhẹ đi. Lên đây hết sức thì sao hết dám đạp ga rồi. Rồi đạp ga tiếp. Thì cái bạn muốn kiếm lên cái đường này thì các bạn bấm vô đường V3 là nó chỉ ra các bạn lên, là dễ lắm, không gì đâu khó ha. Rồi các bạn nào muốn có trải nghiệm nữa là lên tới đỉnh luôn thì lên ha. Còn đây là mình ngày hôm nay là mình không có lên được trên đó nha, nguy hiểm. Rồi nghiêng qua phải, tập trung cái ngựa trước đường, mình đi giữa làn đường, đúng chánh giữa này, mình cứ đi giữa làn đường, các bạn chân phải mình chánh giữa, đúng rồi, là không bao giờ vướng, thả lỏng cái tay ra. Còn xe máy xuống thì mình đi từ từ, xe máy người ta né nó. Quan trọng là cái này là vật chứa cố định, nó không né mình ha. Rồi vội đông vui các bạn. Rồi đi thẳng lên luôn, lên trên đó quay đầu lại. Trời ơi đông thấy sợ luôn. Rồi đi tiếp. Không sao, bánh canh là nó mang trứng đâu. Đi tiếp lên trên đó. Lên ngay chỗ danh trại quay đầu lại luôn. Trời ơi đông đúc các bạn, đông vui lắm nha. Hôm nay là ngày thứ bảy. Rồi chút xíu em lấy đầu qua bên phải rồi em về đích lại ha. Không quay đầu ở đây cũng được, trước cái cổng cũng được, không sao. Rồi hết lái qua trái đi, hết lái qua trái. Rồi tiếp tục. Đúng rồi, nữa em quay đầu lại đó, thấy không. Thấy các bạn, thấy đã không. Đó từ từ rồi trả lại dần dần. Rồi đi chữ D xuống nè, đi chữ số 2 xuống. Ok, để mình gác súng lên các bạn ơi. Rồi ok, đi xuống nè, buông thẳng ra. Nhớ gà thẳng nha, đang đổ dốc nha. Rồi mình tấp vô đây, mình sẽ nhường cho xe đen. Rồi xe đen qua mình đi, bộ thẳng tốt. Đông vui, đông vui. Ở đây còn đông hơn bên Hải Đăng luôn rồi mọi người ơi. Trời ơi. À, trẻ trâu nó ban như đúng dồi luôn, khổ thiệt. Trên núi mà nó ban như đúng rồi. Từ từ thả lỏng cái tay kìa, em còn hay bị cứng đơ cái tay. Rồi em đi vòng qua rồi trả lại đi, ngó trước, ngó thẳng trước kia thầy. Nghe thấy cái chứng nghèo vật là tay bị cứng đơ luôn à, khổ vậy đó. Rồi mình lên số nào xuống số đó, mình có thể là mình lên chữ D nhưng các bạn xuống là xuống số 2 giùm mình nha, đối với xe số động. Còn đối với xe số sàn, các bạn lên số nào xuống số đó, các bạn đi số 2 lên, các bạn xuống số 2 cho mình. Tuyệt đối không âm mò thải chớn nha bạn, cực kỳ nguy hiểm nha. Nè, em có ở đây nữa nè. Dạ. Thấy chưa? Rồi em đi. Chứ em cứ tập trung qua một điểm hoài bên đó hoài, em không thấy hàng rào là mệt. Rồi em đi tiếp, buông thẳng. Tháo này xuống tụi mới quay cho bạn coi đẹp hơn. Vừa gắn lên nó quay không có đẹp. Đó gương cầu lòi thấy không.
Đúng rồi, trên chùa có khỉ nhiều lắm. Nhớ nó nhanh quá thì gà lắng lại bớt nha. À, thấy không, người ta lại chụp hình nó. Rồi cứ chậm chậm lại. Rồi, tấp vô đây chút xíu để coi thầy có trên xe có xe xuống không. Đó. Ở đây mình quan sát không có xe xuống là mình cứ đi xuống, đi từ từ ha. Đó, rồi gà thắng lại bớt. Trời ơi, gà thắng lại bớt đi. Thôi mình vuốt cho bạn coi nha, bóc khẩn cấp cho thầy. Đúng rồi. À, núi. Rồi quay chút xíu thôi để mình coi có xe xuống hay không. Không có xe xuống là mình đậu lại, còn không có xe xuống mình đi xuống luôn nha mọi người ơi. Trời ơi. Nó nắng kinh khủng khiếp luôn. Trải nghiệm là vậy các bạn. Thì tập bên kia đông thì qua đây, bên đây đông thì qua núi Dinh còn. Đó, ok. Rồi. Toàn cảnh thành phố. Rồi em đi. Thật chất con đường này do mod lắm mấy bạn. Giờ em mua thắng đi. Mạnh mẽ lên coi. Thở oxy. Vìu lỗ tai nút miếng nha. Đó, từ từ. Gà thắng lại bớt. Đúng rồi. Đừng có bẻ vô nữa. Dừng lại. Đúng cho người ta qua. Hiểu không? Khi các bạn yếu thì các bạn nên dừng lại. Dừng lại đi để cho người ta cứng, người ta xử lý. Mình dừng lại mà người ta qua chạm mình á, ha, là người ta đền mình ha. Có nhiều bạn mà cứ chen chen lên sẽ dướng ha. Cái yếu là mình cứ dừng lại đi cho người ta xử lý, ta đi qua. Từ từ sau này mình quen mình xử lý. Rồi em muốn thắng ra đi. Nhích nhẹ miếng ga ra đi rồi thủ thắng. Chứ đừng đè thắng hoài. Đúng nha. Rồi thủ thắng. Này giống đường đua F1 các bạn. Đây đừng có bẻ vô vậy, em bẻ từ từ thôi, ngó trước rồi đừng có ngó tập trung vào đó quá. Em đi đây. Em còn hay có ngó là ngó ở bên góc bên trái cái kính chính đâu, em không ngó. À, đừng có sợ bên đó, từ từ ví dụ người ta có vướng mình đi nữa người ta dừng lại rồi mình từ từ xử lý. Chưa chi là em thấy xe lên là em cứ giật cái đầu xe bên phải qua hoài. Hiểu không? Đây nè, vướng cạm mầm hết. Mà ngó gì bên đó, có gì bên đó ngó. Sợ nó bá cái này. Ủa nó bá đó thấy luôn hả? Trời ơi. Khổ thiệt. Trời ơi tưởng sao ngó đây nè. Sợ nó bá. Ngó kiến lái trước á, không bá đâu nha, ai mà ngó kiến. Cửa sổ là có bên hông là chừng nào coi thôi. Cứ tập trung ở đó, không mà không ngó bên phải là tiêu. Khổ thiệt. Ví dụ người ta lên người ta thấy xe mình nó dướng người ta dừng lại luôn à, thấy không? Còn không dướng là người ta xử lý người ta đi qua.
Ông kia hết hồn, nghe cái hơi gió ông nhảy. Nên mình phải có quán cà phê đẹp và bánh mì chảo. Đúng rồi, em cứ thắng lại đó cho nó. Bên kia ống cống nó rộng nên thang, bên mình chật vậy mà nó cũng không giống qua. Giống như xe này thì qua được nè, em thủ chân thắng cho thầy đi, cho nó gõ kiến cho nó biết cảnh thế nào. Khiến mình cái vùng này không. Rồi em dừng lại đây coi nó mở cửa ra nó định làm gì. Đó, rồi dừng lại đây. Đó, nó đi xuống là xe mình đã thắng lại rồi. Đặc biệt các bạn nhớ lưu ý nè, khi xe mình thắng lại rồi người ta qua chạm á, là người ta mới là lỗi. Hiểu không? Giống như là nãy, cái đúng ra là cái người đó là phải đi có nắp cống đó đó. Mình hết đường đi rồi, không chịu né đó, mình dừng lại rồi người ta qua chạm với cái kiến chỗ hậu của mình ngay cái cụp. Nhưng mà kiến người ta cũng cụp vô. Không? Thấy người ta mở cửa ra không biết chuyện gì, mình dừng lại luôn cho người ta biết. Cuối cùng người ta bỏ đi rồi thôi mình đi. Em hiểu vấn đề chưa? Rồi đó, em cứ dừng lại cho người ta xử lý. Khi đặc biệt các bạn khi lên núi các bạn nhớ nè, rồi em đi. Khi mình chậm mình yếu thì mình dừng lại. Còn người ta còn di chuyển, người ta va chạm mình là người ta lỗi chứ không phải là mình lỗi. Hiểu chưa? Hiểu được cái vấn đề đó chưa? Đó. Chứ không phải là mình đã hết đường vô rồi mình không thể nào lấy vô được. Còn người ta là ống cống cái đó rộng thênh thang, xe lớn 50 chỗ dựng cán được, tại sao người ta không lấy vô? À, cuối cùng mình dừng lại để coi người ta xử lý như thế nào. À, chứ mất công người ta nói là va chạm xong cái bỏ đi. À, thầy ngó kiến với hậu thầy thấy. Cái vấn đề là các bạn chạy á, là giống như là các bạn chạy là đường của mình đã hết chỗ nhường rồi. Không, mà xe đó những cái kiến bị cụp vô đúng không? Dạ, xe thầy kiến không cụp thấy ghê không? Thấy xe tôi cứng không? Mở kiến mở cửa nó chích kiến. Thì người ta mở cửa thì mình cũng phải dừng lại để mình hỏi coi, hỏi người ta như thế nào. Ai biết người ta tưởng dừng lại, người ta nói xe mình va chạm, chạy. Cái kiến bỏ chạy, nó không là không được, mình phải dừng lại rồi người ta đi thì mình đi. Không, người ta không có bước lại thì mình nói chuyện với mình thôi, chứ mình không bỏ chạy. Cái làm gì làm, khi va chạm mình cứ tấp vô cái trước đã. Rồi khi mình không muốn đền người ta thì thấy người ta đi thôi, ok mình đi. Đúng không? Chứ đúng ra thầy khó khăn là thầy lại thầy nói chuyện với người ta, nhưng mà không sao, bình thường. Va quẹt cái kiến này bình thường, nó không có gì đó bạn, cụp vô mở ra thôi. Giờ em thay đổi số, em quẹo phải giùm thầy để mình đi ra biển lại. Nếu mà quẹo trái là mình về lẹ lắm ha. Cứ ra đây tập, hôm nay là mình đi tập nhiều lắm nha. Ok thôi mình sẽ kết thúc video clip đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Đây là chung cư trung tâm thương mại gì đó không biết nữa, tôi mệt quá gầu. Bye bye cả nhà.